Xin chào tất cả các bạn. Nhân đây xin chúc mọi người gia hảo nguyệt viên, nhân nguyệt đoàn viên. Chúc mọi người vĩnh kết đồng tâm, gia đình hạnh phúc. Hoan nghênh các vị đến dự. Hoan nghênh. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Trước đây tất cả các bánh cưới tôi và bà phải đích thân đem giao. Lần giao bánh cưới nào là khó quên nhất? Thì chính là lần có bão đó. Ngày thứ hai của cơn bão số 10, chúng ta phải đem số bánh cưới giao đến tận Trường Châu lận đó. Dĩ nhiên là lần đó rồi, tôi còn nhớ rất rõ nha. Sau cơn bão, tất cả tàu thuyền đều tấp vào bờ chưa có chạy. Nhưng người ta đã chọn ngày lành nhóm họ vào hôm đó, đâu có đổi được. Vợ chồng chúng ta xách mấy gánh bánh đó, đứng ở bến cảng, nhìn ra biển lớn mênh mông, thật tình không biết làm sao. Sau đó chúng ta năn nỉ được một tàu đánh cá đưa chúng ta đến Trường Châu. Nhưng lúc mưa bắt đầu tạnh, chà, vợ chồng chúng tôi lật đật đem bánh lên tàu đến Trường Châu. Ai ngờ đi được nửa đường, mưa to gió lớn nữa. Lúc đó vợ chồng chúng tôi không biết phải làm sao. Nước ở bom tàu đã ngập đến mắt cá. Chúng tôi sợ sẽ làm hư bánh cưới của người ta, nên hai vợ chồng mỗi người gánh hai gánh bánh đứng ở đó. Chà, sống làm chiếc tàu đó lúc cao lúc thấp, cũng ba vợ chồng chúng tôi rất ăn ý nha. Lúc bà vợ tôi xém té, tôi lập tức dùng vai đỡ bà lại. Đến lúc tôi xém té thì bà lập tức đưa mông của mình ra đỡ tôi lại. Cứ như vậy đỡ một cái, nâng một cái, lúc nâng lúc đỡ. Sao cùng cũng tới được Trường Châu. Tới được Trường Châu đó. Trời ơi, coi chừng. Vất vả, dĩ nhiên là vất vả. Cả đời chưa bao giờ thấy vất vả như vậy. Có điều cũng có những chuyện vui. Khi tàu của chúng tôi sắp cập vào bến, chà, nhìn thấy bến cảng đứt dẫn cứ người. Thì ra họ toàn là bà con họ hàng của đôi tân nhân đó. Họ đến bến cảng để nhận bánh cưới của chúng tôi. Thật tình tôi chưa từng thấy nhiều người cười đến vậy. Người hiếp mắt cũng có, người đánh khá to miệng cũng có, người nghe hàm răng cũng có, cười chảy nước mắt cũng có, cười đến vai lắc qua lắc lại, nhún lên nhún xuống cũng có. Lâu rồi tôi không có cười được như vậy, phải nói là cười đến chảy nước mắt luôn. Các vị, trước khi khách mời đặc biệt của chúng tôi bước ra sân khấu, chúng tôi vinh hạnh mời được thần tượng của đài truyền hình là cô Phương Thư Vịnh, là khách mời đặc biệt của chúng tôi cùng bước ra sân khấu. Hai vị này có thể nói là đôi vợ chồng huyền thoại của chúng ta. Họ cũng là người Hồng Kông. Người vợ năm nay 106 tuổi, người chồng năm nay 108 tuổi. Họ đám cưới vào năm 2 Dân Quốc. Tính đến nay họ đã cùng nắm tay bước trên đường đời 99 năm. Vậy tức là đám cưới vàng, đám cưới bạc, đám cưới kim cương họ cũng đã vượt qua. Thật sự rất lãng mạn, rất ngọt ngào. Nếu ngọt ngào như vậy, chúng ta hãy tặng cho họ bài hát ngọt ngào nghe, được không? Được. Tình nhân trong thiên hạ, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão. Tụi con chúc cho tình thương và mãn hàng mãi mãi vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc. Các vị, hôm nay rất vui vẻ. Nè, mỗi một vị có mặt tại đây đều có thể nhận được cái bánh trái tim của chúng tôi tặng. Hay quá. Chưa hết đâu. Mỗi một đôi tân nhân trên sân khấu đều có một cầu hoa. Lát nữa sẽ có nghi thức ném cầu hoa. Nếu ai nhận được cầu hoa này thì sẽ được một phiếu mua bánh 20.000 của gia hảo Nguyễn Viên.
Bây giờ chuẩn bị nha. 1, 2, 3.